Tuần lễ chuyển đổi số Huế 2021 với chủ đề Chuyển đổi số, cơ hội và thách thức đã chính thức khai mạc vào sáng nay 27 tháng 4. Với 9 phiên họp chính và 5 hoạt động bên lề, Thừa Thiên Huế là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức sự kiện với quy mô lớn, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số theo chương trình quốc gia. Tham dự phiên khai mạc có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Về phía Bộ Thông tin và Truyền thông có Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cùng 400 đại biểu đến từ các địa phương, doanh nghiệp trong cả nước. Phát biểu khai mạc tuần lễ chuyển đổi số 2021, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội và đặt ra cũng không ít thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức, cá nhân. Chuyển đổi số tác động ngày càng mạnh mẽ, sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực của đời sống. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Với quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội, trong đó có chuyển đổi số, coi đó là giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuần lễ chuyển đổi số Huế 2021 diễn ra từ 27 đến 30 tháng 4 năm 2021 với các diễn đàn về giáo dục, đầu tư, thương mại, nông nghiệp, y tế, giáo dục và triển lãm chuyển đổi số của tỉnh nhằm góp phần thúc đẩy xúc tiến hợp tác đầu tư các ngành, các lĩnh vực, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng và nền kinh tế khu vực cả nước nói chung. Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, các đại biểu đã nghe tham luận về chuyển đổi số, hiệu quả, vai trò của các doanh nghiệp công nghệ số và các hiệp hội dưới góc nhìn Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả xây dựng chính quyền điện tử và định hướng chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng tại phiên khai mạc, ban tổ chức công bố triển khai nền tảng Huế S với những ứng dụng mới. Kết thúc phiên khai mạc là phần tọa đàm với chủ đề chuyển đổi số hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.